Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại thì Quang Duy đang có mặt tại một làng nghề truyền thống nổi tiếng tại Hà Nam. Và ngày nay khi mà chúng ta nhắc đến làng Vũ Đại thì không chỉ giúp người ta liên tưởng tới câu chuyện và tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn Nam Cao, mà chúng ta sẽ còn nghĩ ngay tới một món ăn, đó là món cá kho. Và món cá kho làng Vũ Đại thì không chỉ được yêu thích tại thị trường Việt Nam đâu, mà trên thế giới cũng đang rất ưa chuộng. Ngày hôm nay thì hãy cùng với chúng tôi tham quan cũng như là gặp gỡ một nhân vật của chương trình để trò chuyện và hiểu hơn về việc đưa món cá kho nổi tiếng và truyền thống này tới tay người tiêu dùng. Một món ăn được làm kỳ công từ khâu chọn cá, làm cá cho đến kho cá. Mỗi một loại gia vị được lựa chọn, nêm nếm và cho vào nồi cá theo đúng quy trình thời gian đã được ước định. Một món ăn mà những nghệ nhân kho cá phải mất từ 15 đến 16 tiếng mới cho ra được thành phẩm. Đó là món cá kho làng Vũ Đại, vốn dĩ nức tiếng gần xa. Sự đặc sắc của món ăn này càng được khẳng định khi thực khách nhiều nơi biết đến nó nhờ chợ online. Đến việc đưa được sản phẩm cá kho làng Vũ Đại đi xa hơn và phục vụ được số lượng khách hàng nhiều hơn, người dân ở đây không thể không nhắc đến anh Nguyễn Bá Toàn, một người con của Hải Dương nhưng lại gắn bó và đưa món ăn truyền thống của Hà Nam đi muôn nơi với thương hiệu cá kho Bá Kiến. Em chào anh Toàn. Chào em. Chào anh. Anh ơi, thực sự là khi mà đến đây và nhìn những cái quy trình để có một nồi cá kho làng Vũ Đại em thấy nó quá là kỳ công đấy anh ạ. Đúng rồi em ạ, kho được một cái nồi cá Bá Kiến này là mất nhiều công sức lắm. Các nghệ nhân là phải kho liên tục trong vòng 16 tiếng đồng hồ để mới xong được cái niêu cá này đấy, mà thực sự là kho vất vả hơn nồi bánh chưng rất là nhiều. À, vị ngon của cá kho làng Vũ Đại thì không phải bàn cãi rồi. Nhưng mà chỉ với vị ngon đó thì liệu sản phẩm của chúng ta có thể đến được tay người tiêu dùng rộng rãi như hiện nay không thưa anh? Hương vị thơm ngon đặc biệt của món cá kho làng Vũ Đại này chỉ là một phần thôi. Mà cái phần quan trọng hơn ấy là cái phần quảng bá. Làm sao để cho nhiều người người ta biết đến cái món cá kho đặc biệt này. Đấy, và cái công tác vận chuyển cũng rất là quan trọng, làm sao phải giao được đến tận tay của khách hàng. Vậy con đường mà anh đưa cá kho Bá Kiến đến với chợ online đã diễn ra như thế nào ạ? Việc mà đưa món cá kho Bá Kiến này đến chợ online nó là một quá trình, nhưng mà cũng là một quá trình bắt buộc phải xảy ra. Bởi vì cái ban đầu ấy là anh đâu có nghĩ ra là đưa lên chợ online để bán đâu. Cũng theo những cái phương pháp thông thường thôi, người ta làm nào mình làm theo. Ví dụ như là đi phát tờ rơi ở các ngã tư đường đấy, thì người ta rất nhiều người họ không đọc và họ vứt đi luôn ngay xuống cái mặt đường ấy, thì nhìn rất là xót xa. Hoặc là mình đến các khu đô thị nhét vào những cái cửa, những cổng nhà người ta hoặc những cửa của các căn hộ ấy. Sau rất là nhiều cái trải nghiệm mà mình làm bằng cái phương pháp truyền thống như thế thì hiệu quả nó rất là thấp. Đấy. Một tháng đầu tiên là anh không có bán được một cái niêu cá kho nào hết. Đấy. Và sau đó thì bắt đầu tìm đến cái kênh online. Đấy. Lên các chợ online. Đấy. Và đặc biệt là sau khi mà anh sử dụng cái công cụ Google AdWords để quảng cáo ấy, thì cái hiệu quả nó tăng lên rõ rệt. Mất đến 3 năm để chinh phục khách hàng với hàng loạt thay đổi hình thức quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên, một bước ngoặt đến với anh Nguyễn Bá Toàn khi cá kho Bá Kiến được Google chọn là một trong 3 địa điểm tại châu Á Thái Bình Dương để thực hiện quay clip quảng bá thương hiệu đặc sản món ăn ngon của Việt Nam. Với sự học hỏi, mày mò tìm hiểu các cách quảng bá nhờ mạng xã hội, công việc đưa cá kho Bá Kiến đến với khách hàng cũng ngày càng có hiệu quả hơn. Thực ra thì mới đầu mà cái mặt hàng này anh Toàn anh ấy đưa lên chợ online thì tôi không tin tưởng lắm đâu. Tôi chỉ nghĩ là nó cũng bình thường. Thế nhưng mà làm anh Toàn vài ba năm nay thấy cái số lượng khách hàng là nó tăng nhiều. Sau cái chương trình online thì tôi thấy là cái việc quảng bá của cơ sở chúng tôi rất hiệu quả và thì lượng khách hàng đạt rất đông. Bởi lẽ là sau cái chương trình chúng tôi live trực tiếp thì mọi người đã được nhìn ngắm những niêu cá mà chúng tôi tự sản xuất ra. Nên là người ta rất tin tưởng ạ. Công nghệ thay đổi liên tục. Nắm bắt được xu hướng này,
anh Nguyễn Bá Toàn cùng các cộng sự đã luôn cập nhật các hình thức quảng bá sản phẩm, tận dụng sức mạnh của công nghệ. Nội dung đưa lên các trang mạng xã hội cũng được anh Toàn đầu tư kỳ công hơn để thu hút các thực khách quan tâm. Lựa chọn công nghệ để hỗ trợ và thúc đẩy việc kinh doanh một mặt hàng truyền thống ở làng quê, vốn chỉ quen với hình thức mua và bán trực tiếp. Em thấy rằng anh là một người khá là nhanh nhạy trong việc thay đổi liên tục cũng như là tận dụng triệt để công nghệ để có thể quảng bá sản phẩm của mình. Và trong thời đại 4.0 này thì không biết rằng là theo anh thì công nghệ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với công việc kinh doanh của chúng ta? Nếu như trước đây việc ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử là một cái option, là một lựa chọn, là một cái lợi thế trong kinh doanh, thì cái thời đại trong cái ảnh hưởng vì dịch bệnh Covid như thế này thì việc ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử vào trong kinh doanh là điều bắt buộc. Nếu chúng ta không ứng dụng thì chắc chắn là doanh nghiệp sẽ không thể tồn tại được trong cái giai đoạn này. Chính vì vậy mà anh đã rất là nhanh chóng chuyển đổi cái phương thức marketing, chuyển tập trung vào trong online và giảm những cái chi phí cho marketing offline mà tăng cái chi phí cho marketing online lên để tận dụng được những cái công nghệ hiện đại nhất trong cái giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 này để ứng dụng vào trong công việc kinh doanh và quảng bá, thì cái hiệu quả đã nhìn thấy cải thiện một cách rõ rệt. Có thể nói, việc nhận thức được xu thế thay đổi trên thị trường và tận dụng được sức mạnh của công nghệ thông tin đã thực sự làm thay đổi phương thức kinh doanh của một nghề truyền thống ở làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ.